Ok, hello, Trần Lâm TV 28 xin chào tất cả quý vị các bạn nha. Hôm nay Trần Lâm TV 28 sẽ dẫn đến quý vị và các bạn đến một lò đồng với bộ đồ nghề sản xuất đồng giá gần 200 triệu. Mời quý vị cùng đón xem. Quý vị xem kênh nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ kênh cho Trần Lâm TV 28 nha. Xin chào. Nào mà quý vị cùng theo chân Trần Lâm. Ok, mời các bạn cùng đi theo chân mình nhé. Thank you.
vị các bạn cùng xem nhé. Đây là máy xay vắt đậu, lọc đậu đây, chỉ giá hơn 60 triệu. Cái đèn nồi đun, dàn ép thủy lực, cái này mà chủ nhà giới thiệu thì mới chuẩn chứ. Đàn ép này là nếu tính cả khuôn nó rơi khoảng 40 triệu, hơn 40 triệu tiền đàn ép. Còn cái máy kia là hơn 60 triệu, cái máy MH20 hơn 60 triệu cả chân. Còn đâu cái máy xa vắt này bây giờ khoảng 7 triệu. Nồi đun này thì mình nồi thừa nên nó rơi khoảng 14-15 triệu nồi đun này. Đây là chủ đấy. Còn ngoài ra các cái đi kèm máy nồi pha, máy ngâm đỗ. Đây các bạn cùng xem pha đậu luôn này. Chung một đồ như này nó rơi khoảng tầm 170 triệu. Nói chung là có ai có tiền thì hãy nghĩ đến bộ đồ này nhé. Nhiều đồ còn nhiều tiền hơn, nhiều tiền hơn. Mình chưa phải là chưa làm gì cả. Nhưng qua đậu thì mình không biết chơi được gì. Muốn học thì phải mất một tháng. Nói không ai biết được đấy. Xem kênh nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ kênh cho mình nhé. Đấy, một lần đậu là trị giá gần 200 triệu đây. Dàn ép thủy lực. Đây, máy xay máy vắt kia trị giá hơn 60 triệu này. Sạch sẽ gọn gàng. Là mình cũng xin kết thúc video đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các video tiếp. Xin chào.